chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La. Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024. Thành phố Hưng Yên là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã phường. Nhiều mục tiêu đột phá được xác định trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bài học rút ra từ 4 vụ cháy liên tiếp trong vòng gần một tháng qua. Để tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị, sáng nay tại tỉnh Sơn La, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Sơn La có các đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 5 tháng 3 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2025 nhằm tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh, thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ của hai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 2 năm qua, hai địa phương đã làm tốt và có hiệu quả công tác phối hợp, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ về các lĩnh vực như xây dựng Đảng, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, đào tạo việc làm, giáo dục đào tạo, công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, lĩnh vực giao thông vận tải, công tác quản lý phát triển hạ tầng và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp, hợp tác quốc phòng an ninh. Trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi về những mô hình, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy biên chế, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ đảng viên, hỗ trợ quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, triển khai cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, xây dựng cơ chế chính sách trong công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng. Việc quản lý và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người, quản lý chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trao đổi về thực hiện kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, tỉnh Hưng Yên trao tặng quỹ khuyến học tô hiệu số tiền là 1 tỷ đồng. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo tỉnh Sơn La đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ ở quảng trường Tây Bắc, thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La nguyện không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ và tận dụng thế mạnh của mỗi địa phương nhằm góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đoàn cũng đến dâng hương tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khu di tích nhà tù Sơn La. Đây là một chứng tích về sự dã man của thực dân Pháp đối với những người cộng sản và những người yêu nước Việt Nam. Trong các chiến sĩ trung kiên của Đảng ở nhà tù Sơn La có đồng chí Tô Hiệu, người con của quê hương Hưng Yên đã hy sinh tại nhà tù này nhưng đã để lại tinh thần cộng sản bất diệt và là sợi dây kết nối quý báu giữa hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La. Có kết thúc thành công không? Sáng nay, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF huyện Văn Giang diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024. Sự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh,
đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Mở đầu lễ khai mạc là phần diễu hành biểu dương lực lượng của 47 đoàn vận động viên, trọng tài đến từ Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 huyện, thị xã, thành phố và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hội khỏe phụ đồng được tổ chức 4 năm một lần với mục đích tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao ở lứa tuổi học sinh. Đây cũng là dịp để đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, góp phần giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nâng cao thể lực cho học sinh. Với khẩu hiệu khỏe để học tập, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội khỏe phụ đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024 có hơn 1.200 vận động viên tham gia tranh tài ở 6 môn: bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, điền kinh và cờ vua. Ngọn lửa truyền thống được ban tổ chức Hội khỏe phụ đồng xin tiếp lửa tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Hưng Yên được vận động viên Nguyễn Đình Thành, học sinh lớp 11A4 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đại diện cho lực lượng học sinh tham gia thi đấu tại Hội khỏe phụ đồng bước vào đại hội. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phụ đồng tỉnh, thắp sáng đài đuốc của Hội khỏe. Phát biểu khai mạc Hội khỏe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định đây là sự kiện đỉnh cao của thể thao học đường, là sân chơi bổ ích để các em học sinh tranh tài rèn luyện sức khỏe, mai này sẽ là những công dân góp phần xây dựng quê hương đất nước. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc nào cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe, dân cường thì nước thịnh. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Công tác giáo dục thể chất trong các trường học, nhiều môn thể thao đã trở thành phong trào rộng khắp, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Thể chất của học sinh ngày càng được cải thiện, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên, khẳng định vị thế của giáo dục Hưng Yên trong khu vực và toàn quốc. Để Hội khỏe phụ đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 đạt mục tiêu đề ra, tôi đề nghị ban tổ chức cần tổ chức thật tốt cho các vận động viên thi đấu đảm bảo an toàn, giúp các em thể hiện hết khả năng. Tôi đề nghị các trọng tài làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, chính xác, các vận động viên chấp hành nghiêm túc điều lệ và quy định của ban tổ chức, thi đấu hết mình với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng. Kết thúc lễ khai mạc là chương trình đồng diễn thể thao nghệ thuật chào mừng với chủ đề Tuổi trẻ học đường Hưng Yên vươn lên chinh phục đỉnh cao tri thức, gồm 3 chương có quy mô hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm diễn viên học sinh. Các tiết mục chống hội, biểu diễn võ thuật, dân vũ, thể thao trẻ trung sôi động và màn ghép hình ghép chữ biểu tượng Hội khỏe phụ đồng. Lễ khai mạc với tinh thần khẩn trương và hiệu quả, chỉ trong 3 ngày, thành phố Hưng Yên đã hoàn thành việc lấy ý kiến của trên 26.000 cử tri ở hơn 10.000 hộ gia đình thuộc 5 xã phường về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đây là đơn vị đầu tiên trong 7 huyện thành phố hoàn thành lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn này. Kết quả, trên 98% số cử tri các xã phường được lấy ý kiến đồng ý với phương án điều chỉnh sắp xếp, trong đó nhiều thôn tổ dân phố có 100% cử tri đồng thuận như thôn Phương Thông, xã Phương Triệu, tổ dân phố Tây Thành, phường Quang Trung, 8 trên 8 tổ dân phố phường Lê Lợi. Để công tác lấy ý kiến cử tri diễn ra nhanh chóng hiệu quả, trước đó các tổ lấy ý kiến cử tri đã tiến hành họp bàn, chia nhóm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, từng thành viên, kiểm soát số lượng phiếu, biên bản lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, Hội đồng Nhân dân các xã phường sẽ tổ chức kỳ họp xem xét, ban hành nghị quyết thông qua các nội dung đã lấy ý kiến nhân dân trước ngày 26 tháng 4 năm 2024, làm căn cứ để Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Từ đó, tạo hành lang pháp lý để thực hiện thành công đề án, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, các địa phương trong diện sắp xếp lại giai đoạn này đang tập trung cao cho công tác thực hiện sáp nhập nhằm hoàn thành kế hoạch của địa phương và kế hoạch chung của tỉnh. Thời điểm này, về bất cứ hội trường thôn, xã nào của các xã, thị trấn đang thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.
2025 trên địa bàn tỉnh đều có thể nhìn thấy những tấm bảng niêm yết danh sách cử tri và các tài liệu như đề án, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được treo công khai. Đây là bước quan trọng để phục vụ lấy ý kiến đồng thuận về việc sáp nhập các xã. Tôi cũng nhất trí vì là càng sáp nhập to thì nói chung là bộ máy chính quyền rút lại và những người tài sẽ lãnh đạo dân là có tuyệt đối là phát triển. Chúng tôi cũng coi như là nhất trí hoàn toàn về cái chính sách này, tuyên truyền và theo coi như là của địa phương là tinh thần là sáp nhập là chúng tôi rất nhất trí. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hưng Yên thực hiện sắp xếp 42 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Hình thành mới 20 đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở sáp nhập 2 hoặc 3 đơn vị. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên còn 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 đơn vị. Hiện các xã thực hiện sáp nhập đã hoàn thành việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri ở nhà văn hóa thôn và đang chuẩn bị lấy ý kiến của nhân dân. Các địa phương chủ yếu lựa chọn phương án trực tiếp đến từng các hộ gia đình để lấy ý kiến cử tri. Để đảm bảo cho cái sự đồng thuận của người dân thì chúng tôi hiện nay tập trung cao nhất là công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh của xã. Cái tóm tắt về cái đề án sáp nhập xã thế và cũng như là cái kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân. Thời điểm này các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền vì đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để cán bộ, người dân ủng hộ. Và thứ hai là tập trung tổ chức lấy ý kiến cử tri, đảm bảo theo đúng quy trình và theo quy định của luật chính quyền địa phương. Thứ ba, sau bước lấy ý kiến cử tri thì khẩn trương tổng hợp ý kiến cử tri, hoàn thiện đề án, trình Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định. Hiện nay, việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 được thực hiện đảm bảo về nội dung theo kế hoạch. Việc sáp nhập lần này chính là một cột mốc cho sự phát triển của các địa phương nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua với nhiều mục tiêu mang tính đột phá. Chiếm 35% GRDP, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng từ 60-65%, chỉ số phát triển con người HDI thuộc top 10 cả nước. Đến năm 2030, không còn hộ nghèo, tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố hiến xưa. Sáng nay, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân năm 2024. Đền tọa lạc tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, vị vua mở đầu cho 18 đời hùng vương dựng nước gắn với truyền thuyết con rồng cháu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tương truyền, Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm, hiệu là Sùng Hiền Vương. Ông là con trai thứ 9 của Kinh Dương Vương và Thần Long Nữ. Ông nổi tiếng là người tài giỏi, sức khỏe phi thường. Đặc biệt, ông có tài đi lại dưới nước như trên cạn. Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ, sinh ra một bọc trăm trứng, sau nở thành 110 con trai. Lạc Long Quân được xem là quốc tổ của dân tộc Việt Nam và được người đời sùng bái, tôn kính. Theo sử sách, khi chúa Trịnh Doanh cầm quân đi dẹp loạn ở Nam Định, qua khu vực Phố Hiến được quốc tổ Lạc Long Quân báo mộng lành rồi bách chiến bách thắng. Nhờ ơn công đức của quốc tổ, triều đình đã cho xây dựng đền thờ quốc tổ tại phường Lam Sơn ngày nay. Lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công đức của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Năm nay, lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như tế lễ, dâng hương và giao lưu văn nghệ. Lễ hội kết thúc vào ngày 15 tháng 4. Nhằm đa dạng và phát triển sản phẩm du lịch Hưng Yên, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hưng Yên tổ chức thử nghiệm tour du lịch văn hóa lịch sử tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ với những trải nghiệm ấn tượng dành cho du khách. Tour du lịch mang chủ đề Nét đẹp văn hóa, hành trình tìm về phố Hiến xưa nhằm giới thiệu đến du khách những di tích nổi tiếng của khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến và các làng nghề truyền thống. Tour du lịch đưa du khách, nhà quản lý du lịch và đại diện một số công ty lữ hành du lịch tìm hiểu không gian văn hóa và lịch sử tại văn miếu Xích Đằng, trực tiếp xem màn tái hiện kỳ thi hương thời phong kiến. Đây là sản phẩm du lịch lần đầu được ra mắt đã mang lại những trải nghiệm mới lạ và thú vị đối với du khách. Tôi nghĩ rằng mô hình du lịch trải nghiệm này nó rất là tốt và nó nên thường xuyên
và thực tế ra là nó chuyên nghiệp hơn nữa, để nó tái hiện lại thứ nhất là cái rõ nét nhất về văn hóa lịch sử của Việt Nam mình ngày xưa, và nó góp phần giáo dục cho thế hệ tương lai về sau. Đoàn tham quan tìm hiểu tại đền Đào Nương, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên và thưởng lãm di sản văn hóa phi vật thể, hát ca trù, tham gia lớp truyền dạy ca trù tại thôn Đào Đặng. Tiếp đó, đoàn khám phá nét độc đáo tại làng nghề truyền thống đan đó Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Tại đây, du khách xem người dân làm nghề và trực tiếp tham gia đan đó, đan giỏ tre. Tại làng nghề Hương thôn Cao, xã Bảo Khê, khách du lịch trải nghiệm quy trình làm ra một nén hương thơm giữa khung cảnh làng quê thanh bình. Hưng Yên có một lợi thế lớn về văn hóa và lịch sử cũng như là các di tích. Tuy nhiên thì với những cái sản phẩm của Hưng Yên để chúng ta có thể kết nối lại thành những cái tuyến điểm cũng như là tạo nên một cái du lịch, một cái chương trình du lịch nói chung, thì chúng ta cần phải đầu tư mà cần phải có những cái sự liên kết với nhau cũng như là cái quy mô của nó phải đủ lớn để có thể là đón được những cái luồng khách đủ theo cái tiêu chuẩn. Trong thời gian 2 ngày 1 đêm, tour du lịch trải nghiệm văn hóa lịch sử vô hiến còn có những điểm đến hấp dẫn khác như tham quan chùa Chuông, cây nhãn tổ, khám phá vườn nhãn đang vụ thu hoạch mật ong và thưởng thức mật ong ngay tại vườn. Các thành viên trong đoàn đánh giá đây là tour du lịch hấp dẫn, đa dạng sản phẩm và điểm tham quan nên được ngành du lịch Hưng Yên đưa vào khai thác thường xuyên. Sở Văn hóa Du lịch cũng sẽ xin ý kiến được các chuyên gia đầu ngành liên quan lĩnh vực xây dựng các sản phẩm du lịch của các địa phương, và cũng cùng với các cái chính quyền địa phương và các hộ dân, đặc biệt là đối với các làng nghề, để chúng ta tìm ra các giải pháp và từng bước hoàn thiện cái mô hình này. Thưa quý vị và các bạn, liên tục trong thời gian chưa đầy một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 4 vụ cháy. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Qua các vụ cháy này cho thấy cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy, bởi nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất kể lúc nào với bất cứ ai. Đây là hình ảnh vụ cháy tại gia đình chị Phạm Thị Bình ở thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hảo. Do vụ cháy xảy ra ban đêm, tại tầng 1 chứa hàng hóa với nhiều đồ dễ cháy nên khi phát hiện thì đã quá muộn. Vụ cháy thiêu rụi tầng 1 cùng toàn bộ cửa hàng tạp hóa, đồng thời làm con trai chị Bình bị bỏng và ngạt khói, hiện vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện. Chị Bình cho biết gia đình đã rất cẩn trọng và trang bị các bình chữa cháy nhưng vẫn không thể tránh được. Nguyên nhân là do chập điện, nó cháy từ tầng dưới lên. Em thì cũng cẩn thận lắm rồi, không, trước khi em đi ngủ em tắt hết công tắc, tắt hết điện đi, có để mỗi cái điện ở giữa thôi, có dùng cái gì đâu. Em thiệt hại vào hơn 2 tỷ. Còn đây là vụ cháy xưởng sản xuất tái chế tạo hạt nhựa của gia đình ông Nguyễn Đình Bồ tại khu làng nghề thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, xảy ra vào trưa ngày 30 tháng 3 vừa qua. Vụ cháy làm sập hơn 300m² nhà xưởng và làm hư hỏng toàn bộ máy móc cùng một số nguyên liệu. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ, song theo ông Bồ rất có thể do chập điện từ máy bơm nước sinh hoạt của gia đình. Nhắc con là bố trí từ cầu giao rồi công tác kiểm tra, nhưng mà đây thực sự xảy ra thì là một sự vô tình, không ai nghĩ một cái chuyện rất nhỏ như vậy mà nó lại xảy ra, là từ cái giếng bơm nước sinh hoạt mà nó bô ve thôi. Để rút kinh nghiệm cho các gia đình khác thì ta cũng cần phải kiểm tra thường xuyên, đừng chủ quan một chi tiết nhỏ. Hai vụ cháy còn lại xảy ra tại chung cư PH thành phố Hưng Yên vào ngày 5 tháng 4 và cháy một xưởng sản xuất ở tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử vào tối ngày 10 tháng 3. Bước đầu nguyên nhân đều được xác định là do chập điện. Đáng nói, thời điểm xảy ra cháy ở Dị Sử, xưởng này đã tạm dừng hoạt động. Toàn bộ nguồn điện sau công tơ đã được ngắt. Đánh giá ban đầu sơ bộ thì phần nhiều khả năng là do đường điện nó lâu ngày xuống cấp, trời nó mưa phùn, khả năng là nó cũng sẽ dẫn đến chập điện. Thực tế cho thấy có nhiều nguyên nhân cụ thể gây ra cháy, nhưng đến khi biết được chính xác thì đã muộn. Vì thế cần có sự cẩn trọng, nâng cao ý thức của mọi người ở mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không được chủ quan lơ là với sắc lửa.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.